Ơi, mến chào các bạn. Hôm nay mình có mặt tại nông cơ Vinh, cửa hàng số 2 á. Địa chỉ là khu phố Cẩm Tân, phường Cẩm Tân, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại là 0919 688 798 0335 057 774 nha. Rồi hôm nay thì mình quay cái số xe hiện tại bên có cửa hàng số 2 này ha. Mình chủ báo giá mình nhớ có vài con à. Chiếc này thì chiếc này là Kuta Puntra B10. Con này giá 40 triệu nha. Con này thì nó là 9 ngựa rưỡi, cả dàn sới luôn là 40 triệu nha. Rồi chiếc này thì 45 triệu, Sibora B17F. Rồi chiếc này nhiêu không nhớ. Chiếc này thì có gầu xúc luôn nè, Sibora Toko. Chiếc này 70 triệu ha. Bánh lốp nè. Đây, bản thân nó là Sibora các bạn nha. Bản thân nó là Sibora. Nó lấy hiệu vậy thôi, 70 triệu. Ở đây có con MB1001 nữa nè. Con này máy xăng Hinomoto. Máy rời này mình kiếm mấy dầu gió mình gắn lên cũng ok lắm. Rồi, hiện tại đang máy xăng luôn, có đề ha, gắn mấy dầu gió lên là ok. Rồi một chiếc Isuzu một cầu 2001 ha, nước sơn rin đồ luôn. Chiếc Toko này đẹp lắm các bạn, Sibora nè, đây logo nó nè, logo Sibora nè. Đó. Đó, quên, để khoan mình coi bao nhiêu mã lực đó ha. Sibora Toko. Bánh trái đồ, bánh đồ còn quá đẹp luôn. Rồi mình coi coi bao nhiêu mã lực. Đâu rồi ta? Ủa, bởi mình nhớ có cái tem mã lực của nó đâu ta. Con này mới chạy 1.394 giờ. Ây da. À, nó 17 mã lực các bạn. Sibora 1S325. Ủa, S325 mà. S325 như vậy là nhiêu mã lực ta? Mình chạy nó đi. Để mình nghiên cứu lại đi. Chắc 25 mã lực. 32 hoặc 25 mã lực. Rồi một con Sibora. Sibora mấy đây? Đời này quá độc đáo luôn các bạn. Hai máy thôi. Tại đi. Vô đây. Isuzu TS2202. Con này thì mấy chục à? Rồi IMG2000D Văn Ma 2 cầu. Sibora 1 cầu 5306. Rồi Sibora 2006 1 cầu
rồi một con Hinomoto E 262 một đầu. một chín bảy một giờ, quá đẹp rồi. Để mình tiếp tục mình xem sau, mình nghiên cứu lại cái con kia xem nó bao nhiêu mã lực nha. Sợ mất thời gian quá. Rồi một con Isuki dòng lên hốt nè các bạn, 18 mã lực, 180. Cái con này nhiêu mã lực em? Mấy? Không, con này nè. Con này nè. Thấy nó F23 325. 325 lắm. Là bấm 225. Hay là 22 mã lực. Hả? F325. Là 22 mã lực. 22 chứ không phải 25 hả? À 22 à. Thôi. Shibaura F 325 22 mã lực các bạn. Rồi. Vậy là đã nghiên cứu xong rồi ha. Rồi Shibaura. Ông chủ giờ ông đi về rồi. Ông báo giá mình mà mình quên hết, mình không nhớ. Ông báo một loạt hỏi ông nội ai nhớ cho được. Kêu ông báo, ông kêu làm biến. Ông kêu ấy rồi làm biến. Rồi. ACK lên hốc 180. Dòng này người ta chuộng lắm nè, 569 giờ. Rồi. Một con Shibaura 3000. ODA hai cầu. Tay lái trợ lực. Có cầu xúc luôn. Cầu xúc rim theo xe. Vỏ sau 12-4-28, vỏ trước là 8-16, nước sơn rin từ A đến Z 1207 giờ, 30 mã lực. Rồi một con răng ma, con này thì đẹp lắm luôn, răng ma 4003 nè, hai cầu nè, đầu tròn có mui bạc, đời mới đời cao, nước sơn rin từ A đến Z, tay lái trợ lực, tay lái trợ lực 1113 giờ, yên đồ rin luôn nha, yên đồ da đồ rin luôn. Đây đầu nè, nước sơn này rin hết luôn nha. Wow, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Rồi tiếp tục hành nghề. Rồi Shibaura 1008 một cầu, nước sơn zin hết luôn. Rồi bô rồi nước sơn zin luôn. Rồi một chiếc văn ma IMG 1008 hai cầu, nước sơn rin hết luôn nha. Rồi Shibaura SD 1803 một cầu. Rồi Zangma IM 1500 một cầu. Isuki Landhop 185 một cầu. Shibaura SD 1008 một cầu. Kubota 2201 hai cầu. Nước sơn rin luôn, quá đẹp. Rồi Isuki TS 1610 hai cầu, nước sơn rin luôn, quá đẹp. Wow, cái con này đời cũ mà đẹp quá, nước sơn rin luôn. Đời này hai máy nè. TS 2200 Isuki. Lốc đỏ ha. Động cơ hai máy nha. Một cầu. Quá đẹp luôn. Rồi. Khủng bố luôn. Shibaura SD 2200 một cầu. ST 4000 một cầu. SD 2640 hai cầu. Tay lái trả lời xong.
tay lái không có trợ lực, không có trợ lực. Đúng rồi, trợ lực ta. Hình như đâu có thấy ống đâu. 2006 không có trợ lực các bạn. Rồi SD 2603 một cầu, một cầu nhiều dữ đã. Inomoto E 322. Rồi Shibora SD 2006 một cầu. Shibora SD 2 cầu. 2843 2 cầu. Con này đẹp dữ ta. 1603 vàng. Shibora SD 2203 một cầu. Rồi xăng ma IM 1500 D 2 cầu. Bosin 2 máy 1500 2 cầu. Rồi con SD 3000 OA một cầu. Không có tay lái trợ lực, hình như OA không á. 3000 A, hình như A là không có trợ lực. ODA mới có trợ lực ha. Rồi, chiếc này cũng quá đẹp luôn, nó sơn rim đẹp quá. 1061 giờ. Rồi. Rồi, mến chào các bạn nha. Anh em nào có nhu cầu thì hãy cứ gọi 0919-688-798-0335-057-774 các bạn nha. Gặp anh Vinh, chủ nông cơ. Rồi, mến chào các bạn. Lên mình không có bình. S 325 là 22 mã lực. Rồi, mến chào các bạn nha. Rồi.